Đây là ông ngoại tôi, năm nay ông đã 100 tuổi, sinh năm 1919, để năm nay 2018, nếu mà tính cả năm sinh là 100 tuổi, mà tính theo lịch của phương Tây thì là 99 tuổi. Ông mắt thì vẫn còn rất là tinh, tai thì hơi nặng đi, nói to ông mới nghe. Hiện tại thì ông đang ở cùng với cậu ruột của tôi. Ở đây thì có hai cậu, nhưng mà một cậu ở gần và một cậu thì ở cách đây mười mấy cây số. Dì thì các dì thì cũng ở xa, nhưng mà các cháu ở đây thì nhiều. Nói chung là con cháu thì rất là quan tâm đến ông. Nghệ An mùa này nó hơi nóng. Đây đang bật quạt, không biết là có bị ồn nào quá, quý vị các bạn có nghe được hay không. Ông tôi thì trước đây có hút thuốc, rượu thì ông uống ít, nói chung là chỉ uống một vài ly thôi, không có khi nào, chưa bao giờ thấy ông say rượu cả. Ăn uống thì ông ăn uống hầu như là bình thường, có một vài món nó dị ứng thì ông không dùng, ví dụ như thịt gà hay là cá mè. Đang không dùng thịt thịt vịt trong có ăn không nhỉ? Vịt Hả? vịt thịt vịt trong có ăn không? Anh nhớ không? À Có làm thịt à vịt vẫn ăn được à? vịt. Thịt Vịt thì cái gáy, cái gà à, chỉ không ăn có cá chép mới gà là không ăn thôi, còn thịt vịt thì ông vẫn ăn bình thường. mà. Thịt vịt ăn được. Thế ngoài ngoài cá chép mới gà đó, ông kiêng cái gì nữa không? Ông kiêng cá chép mới gà, có kiêng 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 chi nữa không? Có cái mè, cái gáy, rồi cái thu thu ngư rồi À thu cái ngư. thu mà coi như hắn cắp cho nó khiêng mà hai tầng khiêng dài thế này Dạ dạ dài nữa cá À đục Dạ U hả? Cá U hả? hắn là cái ù đó Dạ dạ À như vậy là ông chỉ còn kiêng. cái thu thì coi như hắn cứ cắt ngang cắt xiên như thì cho to đấy là Dạ còn không có cắt con to thì cắt ngang Dạ Như vậy là ông kiêng với cá U ừ. và cá mè, cá chép và thịt gà thôi, còn lại thì Đây thì gan có cái đá chăn nuôi ở đây thì châu Phi rồi ông đang ở trên các núi con cho nên là chủ rồi yếu ghen đeo lên rồi có người biết thì ăn cũng biết không có mua ăn ăn cá nước ngọt như là có thằng rô Trung Quốc phi. về đó có đứa mua cái ủ phải ăn bữa ăn quấy giờ là nhẹ Nó đau người không? ừ. Nó đau à? Nếu mà ông ăn cá ù hoặc là cá chép hoặc là cá mè thì sẽ đau đau người, đau mình mẩy. Gà thế, nói chung là cái gì mà phản ứng lại với cơ thể thì ông không ăn. Trứng gà ông ăn được không? Trứng trứng không ăn được à? Trứng mà. Trứng ăn được chứ À trứng trứng ăn được. Trứng gà thì ăn bình thường. Cái đặc biệt ở ông là không bao giờ tôi thấy ông ngồi lê la chuyện trò mất thời gian cả, nên là ví dụ như ăn uống xong thì ông sẽ về, nhưng ông không có ngồi tán chuyện lung tung. Từ nhỏ lớn lên tôi có ấn tượng về ông là như thế. Thứ hai nữa là rượu thì không bao giờ, từ khi tôi lớn lên giờ thì chưa bao giờ tôi thấy ông say rượu cả. Có lẽ chả bao giờ ông say rượu, uống rất là vừa chừng. Đấy là một trong những cái bí quyết sống thọ của ông mà tôi nghĩ là tôi cũng như là con cháu nên học tập. Thuốc thì ông hút đến năm khoảng 70 tuổi là lúc đó là, nói chung tôi không nhớ chính xác là năm bao nhiêu, nhưng khoảng 70 tuổi thì ông bỏ thuốc, bỏ tự ông bỏ, nghe đài ông thấy bị ung thư tự ông bỏ thuốc. Sau rồi những cái năm gần đây thì ông có hút lại một tí, không biết là bây giờ có hút nữa hay không. Nhưng những năm gần đây thì tôi thấy thi thoảng thấy ông có hút. Bây giờ thì con cháu ở quanh ông thì cũng nhiều, nhưng còn về chúng tôi thì ở xa, mỗi năm chỉ về được một vài lần thăm ông thôi, chứ không có về được thường xuyên như trước đây. Trước đây thì tôi sinh ra và lớn lên ở đây, sau đấy thì ra Hà Nội lập nghiệp.
Bây giờ thì sống ở Hà Nội 16 năm, sau đó tôi vào Nha Trang. Bây giờ thì chủ yếu là ở Nha Trang. Đây là ông ngoại của tôi, ông thân sinh ra mẹ tôi. Hiện nay thì có hai dì đang ở trong miền Nam và một dì thì ở trên Nghĩa Đàn. Chúng là ở xa, còn cậu ở đây thì gần, cậu út thì gần. Cậu là út nhưng mà tính theo thứ tự trong các cậu các dì thì cậu chưa phải là người con út mà là còn một dì út nữa. Cậu là út ở góc độ con trai thôi, còn con gái thì còn dì nữa, mới là dì út. Buổi tối thì cậu sẽ sang đây ngủ cùng với ông, còn ban ngày thì lúc nào ông hay đi dạo thăm nhà các cháu ở xung quanh đây. Cháu nội, cháu ngoại ở xung quanh đây. Ông hay đi dạo và ông hay ngủ dưới nhà cậu em tôi, nhà của mẹ tôi hồi xưa khi mẹ tôi còn sống. Thì ông hay ban ngày ông hay xuống đó, còn buổi tối thì ông về đây ngủ. Ngày trời nắng thì ông hay xuống đó vì dưới có máy lạnh nằm, có điều hòa nằm mát. Không biết là quý vị các bạn có ai cần hỏi cái gì không? Có cái gì mà chúng ta thấy cần hỏi về bí quyết để các cụ có thể sống thọ được như thế này, chúng ta có thể để lại câu hỏi. Về ăn uống thì ông tôi ở trên đồi núi cho nên là về góc độ nước thì sạch, nước không bị ô nhiễm bởi thuốc sâu hay cái gì cả. Khí hậu cũng vậy, không khí quanh đây cũng thế, không có ai phun thuốc sâu cả ở trên đồi. Và đồi thì lại trồng keo thôi chứ không có trồng cái gì hoa màu gì, cho nên người ta cũng không có phun thuốc sâu. Đồ ăn thì như tôi đã nói, hầu như mọi thứ thì ông đều ăn được bình thường. Cách đây mấy năm thì răng ông còn chưa rụng thế nào cho nên ông ăn uống rất bình thường. Bây giờ ông có rụng cái răng nào chưa? À bây giờ thì ông mới rụng hai cái thôi. À, mới rụng hai cái răng ở hàm dưới thôi, còn lại răng vẫn còn tốt. Hai cái khó cắn lắm, khó ăn lắm. Ông bảo bây giờ đã khó ăn hơn. Rụng hai cái thì ăn uống nó khó hơn. Còn những năm trước thì thậm chí là ông bảo tự nhiên rụng, già rụng không có đau. Năm trước thì ông vẫn ăn được, bắn được con chim nhỏ, ông vẫn nướng ăn được, là cậu em với em con cậu bắn được con chim thì ông vẫn nướng ăn được. Bây giờ thì răng rụng rồi thì sẽ yếu hơn, ăn uống sẽ yếu hơn. À, ông tôi có uống chè, uống thì ông tôi có uống chè, chè ở sau đồi, sau nhà ông tôi trồng được khá nhiều chè, thì là tôi quay cho quý vị các bạn xem. Dạo này ông có uống chè nữa không? Không. À không uống chè nữa, uống nước sôi thôi à? Uống sôi gì? À. Uống sôi không uống chè. À. Không uống chè có thì không được rồi, uống được. À, nghĩa là bây giờ ông. Sôi này khi mà ăn bên thì hắn có pha uống. Bây giờ ông ít uống nước chè hơn trước, nghĩa là nếu có uống thì cũng pha nhạt nhạt uống chứ không uống đậm như trước. Ông có ăn trầu không? Không. À ông không ăn trầu. Lâu rồi. À, ngày xưa có ăn à? Mà khi không ăn đôi miếng đấy chứ không ăn. À ngày xưa thì có ăn, lâu rồi, không ăn. Có ăn đôi miếng thôi, không ăn nhiều. Đây thì không khí sạch, nước sạch, rau cỏ sạch, còn đồ ăn thì cũng chỉ tương đối bởi vì mua ngoài chợ thì cũng sẽ gọi là hên xui thôi. Nhưng mà những năm gần đây mới có thuốc sâu, nhưng ngày xưa thì quê tôi thuốc sâu ít. Bây giờ thì thuốc sâu, thuốc diệt cỏ người ta phun nhiều. Nói chung là nó sẽ không an toàn như ngày xưa. Dạo này ông có hại hại chè nữa không? Không, nó hại không? Không hại. Nó hại.
Hái là có đeo đi chứ, chứ còn thì hái ai đeo cho. Dạ. Năm ngoái là có những lên rủ đó. Dạ. Rồi có nó bán về dài. Dạ. Bắt đầu vào to to đó, nó bán trà. Năm trước là ông vẫn hái chè để ra chợ bán. Bán đi là làm bán đâu bán được. Còn bây giờ thì không ai hái nữa, ông không hái nữa. Cái cuộc làm cho khéo khéo là cái 10.000, 10.000 ông rồi. Nếu mình nhát có làm máu. Bây giờ cứ để tràn nhát như vậy mà không ai làm. Ngày xưa thì ông tôi hay đan rổ, đan rá để đi chợ bán, hồi tôi còn nhỏ. Và ông cũng rất là giỏi trong cái việc mà làm thợ mộc rồi ăn là thợ mộc rồi là làm các cái đồ gò hàn, ông làm rất là tốt. Ví dụ như là cái ông có lấy cái ống mà ngày xưa chiến tranh bắn pháo sáng thì ông làm thành cái ấm nước rất là đẹp. Tôi có một cái của ông hiện tại tôi đang để trong Nha Trang. Hồi đó thì tôi còn nhỏ nhỏ, cũng không phải là nhỏ, cũng lớn rồi đấy. Tôi thích cái ấm đó và tôi có gửi cho ông một ít tiền để coi như là tiền nước cho ông để lấy cái ấm làm kỷ niệm. Ừ, đi rồi có đeo xe máy không rồi? Có à? Dạ. Đây đây cái thùng này để tôi hỏi ông xem cái thùng này ngày xưa là ông làm bằng cái gì? Ra vô cái nhà thấy bỏ nó. Cái thùng này ngày xưa là làm bằng cái gì không? Cái thùng này là ngày xưa là làm bằng cái gì đấy? Cái thùng này hồi xưa là làm bằng cái gì, bằng cái thùng này đấy? Cái gì đó? Dạ, cái này là làm cái rocket. Rocket à? Rocket mét 8. Dạ. Cắt từng khúc rồi chắp rồi chứ. Dạ. Đó, đây là cái rocket, rocket chắc là cái cây mà ông làm cái ấm là ông làm bằng cái này à? Ừ, ấm thì cái pháo sáng. À, pháo sáng, còn cái này rocket. À. Ví dụ như cái này chúng ta thấy cái thùng này. Anh thì cũng tròn nhưng mà dài, hình như là chặt ra. Đấy, còn anh thấy kia thì anh có một mét nhá. Thì ông rất là khéo tay nhá, ông, đấy, ông làm ở dưới cái này. Bây giờ đấy, để đựng nước, nước không bị rò rỉ ra, nên là cái khả năng tán rồi là tán đinh rồi làm của thủ công của ông rất là đấy, đây trong đấy, mà từ là đây ngoài 40 mấy năm sau chiến tranh mà chúng ta thấy là cái thùng đó, cái thùng vẫn còn rất tốt, vẫn đựng nước được. Ông của tôi rất là khéo tay. Cái này vẫn đựng nước được chứ không? Vẫn đựng nước được chứ hả? Đúng chứ. Cái này vẫn nước rồi, bây giờ thì không làm chi để đéo nữa. Cái này vẫn là đựng nước tốt. Nước cả chứ. Là thấy ông rất là khéo tay, làm thùng rất là khéo. Mà đang làm thì ông cứ để ngoài, nó coi như là khi mà tắm thì đeo ra một thùng tươi. Dạ. Tươi chỗ ơi. Ấm nước rồi tắm. Dạ. Rồi phơi khô rồi đeo. Nhà ông tôi thì rất là thích lao động, nói là cứ hay làm vật vặt trong nhà, quét dọn nhà cửa hay là hay rau, hay là đấy, làm đan lát, rồi làm mộc, rồi làm gò hàn các thứ. Nói chung ông rất là khéo tay, thực sự là rất khéo tay đấy, bởi vì những cái này làm rất là kỳ công và rất là vất vả. Mình chỉ học về cái vật vặt mà mình đã thấy nó khó lắm rồi. Ta sẽ thăm vườn của ông một tí nhé. Đây là vườn của ông tôi từ khi tôi còn nhỏ. Đây là cái vườn của ông tôi này. Chúng ta thấy là đây cái giếng này múc nước là phải kéo bằng cái dây này, bằng rọc này để kéo lên. Đây cũng là một cái để tập thể dục. Còn chè đây là từ khi tôi còn nhỏ là những cái gốc chè này đã được trồng rồi, có nghĩa là nó đã cách đây từ hơn 40 năm rồi, không biết có từ bao giờ nhưng từ khi tôi còn nhỏ thì những cái chè này đã có rồi.
Nhưng mà gốc của nó thì không biết là do đất cằn hay sao, nhưng mà gốc của cây chè hơn 40 năm từ khi tôi còn nhỏ đã có rồi, không biết trồng được bao giờ. Nhưng để chúng ta sẽ nhìn xem nào, là gốc của nó to đến đâu. Gốc thì nó không có to, gốc hơn 40 năm rồi nhưng gốc rất là nhỏ. Nếu mà so với những cái cây gốc chè ở Đà Lạt thì chắc là nó phải hàng trăm năm. Bởi vì cái chè này đây, chúng ta nhìn này, gốc to nhất ở đây thì cũng chỉ bằng này thôi. Chè rất là nhiều, chúng ta phải không có cái gốc nào lớn. Cậu Sơn à? Dạ. Đóng mình chứ cậu. Cậu đang cuốc cỏ. Mình đi cậu không đi xe à? À, cái ni cái gì cậu? Nửa năm trong lâu chưa? Nửa đấy thì bây giờ mình làm gì cậu? Làm tí trông thấy hay hay trông rồi chứ. Thì quân nhấn chặt tân vượt cái cần câu nhấn chặt hết rồi. Anh làm sò tươi mình làm cung. Tổng lại mày bị keo nữa đây mà. Cậu tươi như lên thấy cọ tốt à? Cọ hồi tốt khiếp. Cái loài này mà có con gì ăn được cái tốt. Là không con gì ăn được cả. Cái cây hương nữa thì trồng bao nhiêu lâu thì lấy rễ được không? Nhưng một năm một lần hay mấy năm ạ? 2 năm. 2 năm mới được lần này. Lấy rễ được không? Cái lương thai nhân bởi anh trong đài thế chứ trong một kia bởi anh trong đài rồi bạn đó. Đây là cây hương. Hương này em con cậu tôi làm rất là nhiều hương để bán đi cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trồng rất là nhiều. Đây thì ông tôi và cậu tôi trồng được rất là nhiều cây tiêu. À, việc nữa là của cậu hay của Tâm? Nhưng có nước không cậu? Có nước không? Cây này nhiều nước không? Cái này là đào chừng chừng hay là đoạn được? Chút bơm từ bên nữa, ở bên nữa nhiều nước à? Cái lá trục bục này bây giờ họ có dùng mình chi nó không cậu? Thì là coi như không có tác dụng gì. Cái này ngày xưa là người ta hay dùng để gói kẹo, kéo. Bây giờ không dùng làm gì cả. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đây là em con cậu tôi, nhà của em con cậu tôi. Chung ở xung quanh nhà ông thì một cái nhà của cậu, một cái nhà của con cậu. Đàn gà. Bên này là khu của xóm, khu giống như kiểu thể thao, khu văn hóa thể thao đa năng của xóm, nhiều nhiều rộng lắm, nhiều trò lắm.